Khi, đúng rồi, cái điện thoại mẹ mẹ mới mua cái vỏ cái case mới á con. Trời ơi, để ý dễ sợ không? Đây nè, rồi. À, ok. Không, that's too little. Bây giờ nè, khoanh tay lại. Khoanh, nặng quá hả? Oh, daddy, can you hold it for her? Rồi, khoanh. She's so dramatic. Ok, rồi, khoanh tay lại. I'm not sure. Oh, con chưa đủ mạnh để đó, đúng rồi. Bây giờ khoanh tay lại. Khoanh tay lại, khoanh. Đau đó. Khoanh tay lại, con thưa mẹ con đi học. Đúng rồi. Khoanh tay lại, thưa mẹ con đi học. Khoanh tay lại, khoanh tay lại. Không, mẹ muốn con khoanh tay lại. Cái gì, mẹ đâu có đi đâu. Ba chở con đi, ba chở con đi. Rồi, khoanh tay lại, khoanh tay lại. Thưa, khoanh tay lại, thưa mẹ con đi học. Đôi mẹ học cha mày. Tao gửi mặc bộ đồ đẹp ghi. Nhìn ngon hả con ha? Con thèm không? Con thèm không? No. À, không thèm hả? No. Mà bây giờ là something. Ừ, ăn gì vậy? Chị ăn gì vậy? Ừ, chị ăn câu kẹo đó ngon hả con? Con không thèm sao con nấu nước mến? Hả? Because I'm not in that store. À, tại vì con không có ở trong cái cửa hàng đó đó hả? Con có buồn không? À, con có kẹo con ăn rồi hả? Trời ơi, cái tiếng mà chị ăn kẹo cả nó rỗng 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 rỗng. Đã. Ăn mấy cái gì rồi? Ừ, mấy chị đã ăn cái đó nữa đó con. Ăn đi. À. So she make me so this. À. Gì vậy? Ủa sao nước nước miếng? No, anh. À, không thèm, không thèm rồi, không thèm nha cô chú nha. Chay không có thèm đâu á. Chị không bao giờ thèm ăn kẹo quá đó. Mom, look at the sticks. Ồ, cái đó gì vậy? Sticks. Ui trời ơi, cái đó hay vậy? Whoa, that almost fell. Ui trời, cái đó ngộ ha. Cái đó lạ. Cô có thèm không? Ừ. Không thèm, đúng rồi. Không thèm sẽ nuốt nước miếng. Ừ, cái đó dữ à, cái này dữ à, cái đó dữ á, à. Cắn miếng đã luôn á. Ui trời ơi. Wow, he eat one bite. Ồ, chỉ cắn có một cắn hả con? Mà really really good. Ờ, con ăn chưa, con biết nó ngon. À, Master làm ra từ cái đó đó con. Sao nay con có hứng thú ngon con người ta ăn hả? À, tại vì con rất là thích ăn hả? Bữa nay con đi học chơi vui không con? Mom, one of the whites. À. You can eat the whites. Nằm xuống, con nói mẹ nằm xuống. Hả? Ừ, cái đó ngon á. Trời ơi, ui trời ơi, ngon ghê không con. Mommy, that's a gummy bear, right? That's a white. Không, cái đó không phải gummy bear, cái đó là jelly. No, I call it gummy bear because I like it. À, con tại vì con gọi là kẹo dẻo là tại vì con thích kẹo dẻo hả con? Con thích gọi gì kệ con đi. Nhưng mà cái đó là jelly á, cái đó là giống như là rau câu vậy con. Đó, cái đó mới là gặm mì đó. No, I can't eat this. Ai biết chỉ, từ từ chỉ ăn sao, người ta ăn từ từ kể người ta. Ăn chừng nào tới thôi. Cũng bấm vào cái khúc chị ăn cái đó đi, bấm vào tới cái khúc coi chị ăn cái đó.
Người ta thích ăn cái nào trước, người ta thích cái nào trước, người ta ăn cái đó trước. Con bấm qua, kéo qua, kéo qua coi tới chừng nào chị ăn cái đó, ngồi ngồi coi. Rồi, bấm bấm qua quảng cáo đi. Ủa? Thứ cây vậy? Trời ơi, cắn pizza cái gãy răng. Chay, chay muốn coi lại cái video clip ngày xưa mà lúc mẹ mới đẻ chay ra không? Chay là chay còn em bé á. Mẹ đẻ chay ra từ trong bụng mẹ, chay muốn coi clip đó không? Hả? Mom, look at that pop. Ừ. Hả, chay muốn coi cái clip mà mẹ đẻ chay ra không? Mẹ đi bác sĩ cái... Rồi, để mẹ mở cho. Không muốn coi hả? Rồi, muốn coi thôi. Giờ biết làm sao giờ? Trời đất ơi, A Trì bữa nay đi học về đi ngang là ghé chay liền nè cô chú nè. Ok nè, here ở Trì. How are you? How are you? You miss Chidi? What? Yeah. À, bữa nay là đúng là thứ hai nè cô chú nè. A Trì nó ở dưới ba đó nguyên tuần cuối tuần, bữa nay thứ hai nó mới về, nó đi ngang qua gặp thăm chay luôn nè cô chú nè. Audrey, Audrey, Jay went to gymnastic. Oh. Yeah, she do all the flip. Con cho Audrey coi coi đi đi học gymnastic con làm gì? I went my dad. Oh, con đi qua nhà của ba con hả? Nó nói I went my dad. Yeah. Did you have fun? Nice. Trời ơi, đi qua nhà ba đó. JD misses you so much. Trời ơi, chưa đưa cho bạn ăn, hỏi ăn không hỏi ăn đi. Chạy con học gymnastics thì con học gì? Giờ con show cho Audrey coi con học được gì trong đó. Show to Audrey. Trời, đi học về đói bụng. Ăn với chút no lên. Hết ăn uống gì luôn á. À. Tụi nó khoái ăn cái này lắm cô chú nha. Cái này cheese ball này nè mà nó khoái dữ lắm. Trời coi 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 ai trì kìa. Oh really? Trời ơi, nó nói hả, có thể nào đóng cái cửa lại không? Nếu mà mình mở cửa như vậy là mấy cái con côn trùng nó sẽ bay vô. But we want fresh air. We want fresh outside air. Ông nói là mình muốn hả cái không khí ngoài trời á. Right, chị đi. We like fresh air. Ủa sao vậy? Sao bị... À đúng rồi, nó còn nói giỡn á phải không? Trời... Hả? Yeah, that's curtain. Is it pretty? Hả? Đúng rồi, bữa ba trốn ở đó đó con ha. We was playing hide and seek. Yeah. Rồi cái hai đứa bay ăn cái tay dơ rồi cái lại lại cho chùi lên cái màn ha. Chắc rập trôi gì đó coi nó chùi lên cái màn trắng nhà tôi rồi. Có được đời không? Đi đâu ạ? À? Đi đâu ạ? À? Oh, are you gonna hide in there there? Audrey chui xuống đó là hai. Wow, no one gonna find Audrey. Nhưng mà đúng rồi mẹ thấy dơ rồi thì bởi vì sao tại sao con ăn mà con xét vậy cái màn màu trắng của mẹ? Trời, đâu được. A Trì trốn đâu rồi? A Trì con kiếm A Trì coi. Oh, A Trì bước ra rồi. A Trì don't hide under it. Don't hide under there, A Trì. Let's go into your house. Chị vậy, qua nhà anh ta làm gì? Her mom let me to. À, mẹ A Trì cho con qua nhà chơi hả? Uh-huh. Nhưng mà hả, người đi kêu A Trì qua nhà con vô phòng con chơi đi. Kiếm đồ gì chơi đi. Let's go in my bedroom. Okay, don't worry. Just... Lick your finger. Lick your finger. Lick your finger. Lick your finger. Ý nó kêu liếm cái móng tay đi để cái tay nó đừng có bị vàng nữa đó. Mom, bite your finger. Hả? You want your finger. Okay. Ok, món quà của chay mới được nhận nữa nè cô chú ơi. Hôm nay có A Trì mở quà chung với chay. Oh, oh, what is that? Cái gì đây? Oh, oh wow, that's a mermaid.
Cái này là ai tặng đây đấy mẹ coi có ai. Oh, from Brian and again. Ờ, oh, cái chú mà hay là cái cô hay là cái gì á mà tặng cho con. Ủa, ủa mà sao có pin nữa? Ê, ê, đi, 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 đi mẹ gỡ, đi mẹ gỡ, đừng có làm gì. Con gọi giờ khoanh tay lại làm sao? Mẹ. Con cảm ơn. Cô chú. Cô chú. Ừ. Anh ơi rồi. Sao bà Trinh? Ừ, để mẹ mở ra cái này nó dán băng keo rồi. Oh my god. Bây giờ 1, 2, 3, hai đứa cùng mở ra. Open it together. Wow. Yeah. Wow, ok. Hai cái chai luôn. Mẹ nghĩ là mình phải chia. Mình ok, mẹ nghĩ là mình chia cho Adrian cái, ok. Ok, bây giờ con lấy cái này nha. Audrey sẽ lấy cái này, ok? So one for you too, ok? Audrey, can you say thank you? Thank you. Bây giờ cái này mẹ cũng nghĩ là một cái này cho Audrey nữa nè con. Ủa, cái này gì bắn gì tùm lum đây? Rồi tắt đi. Wow, cái này là bổ bong bóng vô cái mình bắn lên là bổ bóng chọi ra đó con. Audrey mở ra được kìa con. Trời ơi, đây nè, chay được cái bộ đồ này là cái bộ đồ đi học đi học gymnastic có lý nè chay nè. Cái gì? Bố bồ nè, của con nè. Yeah. You got it. Here, 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 let me help you. Đây đây, từ từ. Chưa, từ từ. Here, you have to open it like this. Ok. Ok, I'm making a game. Rồi cái mà. Trời ơi, sao vậy? Sao mà con ngồi yếu đuối vậy? Ủa, sao này sao mày mở không được kì vậy? Ui da. Ui da. Rồi, ok. Rồi, bây giờ nè, gắn cái này vô đây nè. Mommy, I'll be opening it for me. Con, open it. Con mở, con cảm ơn Audrey chưa? Cảm ơn. Rồi, bây giờ nhìn nè. Yeah. Ủa, chưa? Ủa? À, không, cái này. There is no battery in this yet. We gotta put the battery in. Phải bỏ cái chay làm được rồi, đây này mày làm ra. À, đây nè, battery nè. Nhưng mà bây giờ phải lấy cái đồ để ấy ra. Wait, give me one second, guys. Mama, I see the battery. Hả? À, không, con có battery rồi. Con là có rồi, Audrey chưa có. Con có rồi đó, Audrey chưa có. Cái của Audrey chưa có. Here, give it to me. Đây, đưa đây cho mẹ, mẹ gắn vô cho. Đây nè, cái bỏ này vô nè. Wow, đẹp quá trời luôn. Okay, wait, wait. Ôi, trời. Khoan. Sit do. Mommy, I'm waiting. Okay. Audrey, look. Mommy. It's not coming out anything. How come? Mommy, I see it. Sao nó không ra con? Ra, chuẩn bị ra, bắn ra. Yeah, bắn ra. À, đây, cô làm cho. Hey, look at JD. Nó bắn ra kìa chay. Bây giờ bỏ battery in here. Bỏ battery vô ha. Bỏ pin vô nha. Wow! Chạy đi ra ngoài đi đứa ơi. Wow. How? Let me do it. Let's go in here. No, I'm gonna put battery in this. Okay. Đi xuống. Okay, just press it. Keep pressing. Yeah. Trời ơi, ba nó kìa có được đời không? Yay! Stay right here. Yeah. Oh, trời ơi, được hai cây chưa? Có dịp Audrey qua. Cái hai cái bộ đồ là cô đó cũng mua tặng cho cái size của con chay. Tưởng hai cái bộ đồ đó là cho Audrey, nhưng mà không phải. Audrey cái nó cái không phải. Hai bộ đồ đó size của con chay. Ơi, nó đi qua nhà Audrey đã xong nó đi chạy lại nhà. Cái tụi này nó rảnh dễ sợ luôn á. Quá rảnh luôn á. Đổi rồi đó, giờ chơi là xong là đổi. Giờ đứa cây màu hồng, đứa cây màu mà Ngọc không biết Ken Brian là ai. Anh chị làm ơn nhắn giùm cho Ngọc cái tin giùm cho Ngọc để Ngọc biết là ai nên Ngọc có thể cảm ơn. Trời ơi, chồng Ngọc anh mua cái gì kìa. Trời ơi, ảnh mua kem kem bô bà ở Costco. Tụi ba mua quá trời đồ luôn á chay.
Ngu dữ hả? Cái này gì vậy? What is this? This is something for me. Đây là cô chú, hai bộ đồ này tưởng gỡ ra cho cái con trái cho A Trì cho được mà không, cái này size của con trái. A Trì là size là phải gấp 3 lần. Gấp 3 lần size này. À, này là của chay nè, may mặc gymnastic. Baby, she can wear this to the gymnastic. Đó, rồi cuối cùng đó, tụi nó bỏ tôi đi rồi. Bây giờ tôi phải là người là dọn dẹp cái này nè, có được đời không? Quá được đời đi chứ. Ủa, A Trì đâu? A Trì đâu con? Ồ, cuối cùng là 3 bộ luôn cô chú, chứ không phải 2 bộ. 3 bộ luôn, wow. Quá đẹp. Cảm ơn Khang Brian. Hả? Trời ơi, sao đây giống gì cô gái Hawaii quá vậy? Quá trời, lung lung linh luôn. Cái này gì đây? Trời đất ơi. Quá trời đẹp luôn rồi. Quá trời, quá đất rồi. Ờ, dài quá con ha. Ờ, con thích vậy hả? Sao con màu mèo quá, lá hẻ quá vậy? You wanna eat too? You wanna eat with us? You wanna eat with us? This is chopstick. This... Okay, say xin chào cô chú. Xin chào. Miệng à? Trời, có hai đứa hai cái miệng đó kìa, có được đời không? Are you pretending to eat? There's nothing in the bowl. No, she know how to use it. A Trì đi học về không biết có đói bụng không sao mà mẹ chưa có cho ăn. Không thấy mẹ nó cho nó ăn uống gì trời. Hey, you want this? Okay, put it in the bowl. Okay, rồi. Cháy không? Rồi ăn đây. Trời ơi, còn bà đặt lấy đũa gấp nữa kìa, có được đời không? Ngầm ngầm ngầm. Yummy. Ngon không? Thế xin chào. Xin chào. Cô chú. Đúng rồi. Giờ đánh trống đó. Mà không biết dùng đũa đánh trống nè, không biết có chuẩn bị cô chú la hôm nay nè nha. Nha. À, cô chú mà la là hai đứa bay chịu nghe chưa? Nghe không? Don't break it, okay? Don't go too hard. They're singing a song.